kinh văn. Ông hãy xem tính chất giữa các cộng lao giao nhau, đó chẳng phải là không và có. Mê mờ nghĩa ấy tức vô minh, hiểu ra nghĩa đó tức là giải thoát. Giảng giải. A Nan, ông hãy xem tính chất giữa các cộng lao giao nhau. Hãy quan sát thật kỹ các cộng lao tựa vào nhau, đặc biệt là tính chất tự nhiên ở giữa chúng. Tính chất gì mà các cộng lao có được? Chẳng có gì cả, chẳng có cái có, cái không gì rõ rệt ở giữa đó cả. Đó chẳng phải là không và có. Quý vị có thể nói rằng đó là không, nhưng cũng có cái gì ở đó. Quý vị có thể nói rằng nó có, nhưng thực tế lại chẳng có gì cả. Các cộng lao giao nhau biểu tượng cho tính chất không hiện hữu, vô của cả hai pháp, pháp hữu vi và pháp vô vi. Quý vị nên lưu ý điểm này. Mê mờ nghĩa ấy tức vô minh, đều có nghĩa là với sáu căn của mình, khi quý vị không nhận ra, khi quý vị chưa tỉnh giác, thì quý vị là kẻ mê mờ về chân không, mê muội phát sinh từ ngoan không. Đó là nơi mà vô minh phát khởi. Trong chân tâm thường trú tánh tình minh thể, mê muội phát sinh thành vô minh. Hiểu ra nghĩa đó tức là giải thoát. Nếu quý vị khám phá ra điều này thì chẳng còn vô minh nữa. Quý vị phát minh ra tự tánh giác ngộ sáng suốt bản hữu của mình. Điều phát minh này chính là sự giải thoát. Trong quá khứ, có một vị tăng tu thiền, nghe có vị cao tăng giác ngộ với đạo hành cao tột. Vị tăng ấy liền đi tìm đến bậc cao tăng thiền sư để cầu được khai thị. Trong đạo Phật, việc cầu được khai thị là việc thông thường. Đó chẳng phải là chuyện đưa ra một câu hỏi bất chợt rồi có được đáp lại bằng một câu trả lời ngẫu nhiên. Vì lời khai thị được đưa ra nhằm mục đích chấm dứt luân hồi sinh tử, nên toàn bộ vấn đề được thâm cứu một cách toàn triệt. Trước hết, cần nhất là quý vị phải mang y hậu và tọa cụ bồ đoàn theo mình. Khi đến nơi trụ xứ của vị thiền sư, quý vị đắp y hậu nghiêm chỉnh, trải tọa cụ ra, đảnh lễ vị thiền sư ba lần, rồi quỳ gối chắp tay. Sau đó, quý vị mới thưa hỏi những điều mình chưa rõ. Vị tăng ấy hỏi điều gì? Ông ta hỏi, làm sao để được giải thoát? Ông ta mong cầu được tự tại. Làm thế nào để được giải thoát? Đó là vấn đề ông ta muốn hỏi vị lão hòa thượng. Những là vị trưởng lão có giới hạnh và niên hạ cao trong tăng chúng. Vị tăng thưa rằng, bạch hòa thượng, xin ngài hoan hỷ chỉ cho con làm thế nào để được giải thoát. Lão hòa thượng hỏi lại, thế ai đang trói ông? Với câu trả lời ấy, vị tăng đi tham vấn trở nên giác ngộ. Có thực chỉ một câu mà khiến cho vị tăng giác ngộ chăng? Cũng đúng và cũng không. Quý vị sẽ hỏi, như thế là sao? Hầu như trong mọi trường hợp, mọi việc đều được xem từ cả hai mặt và được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Có phải đó chỉ là cách nói lãng hoặc nói mập mờ chăng? Không phải vậy. Nếu quý vị thực sự muốn đề cập đến đạo lý mà mình đang quan tâm, trong trường hợp này chúng ta có thể nói rằng đúng là chỉ có một câu đã đem đến sự giác ngộ cho vị tăng. Vì vị lão thiền sư khi nói câu ấy, ngài đã thông suốt nhân duyên và đã khiến cho vị tăng đi đến chỗ phải hỏi về cách làm thế nào để được giải thoát. Lão thiền sư biết câu trả lời của mình, thế ai đang trói ông, sẽ giúp cho vị tăng trực nhận tức thời sự giác ngộ. Do vậy, lão thiền sư chọn câu trả lời theo cách ấy. Tuy vậy, có người đôi khi không được giác ngộ, dù vị thầy cũng mong muốn được như vậy. Lần này lão thiền sư đã thành công với câu trả lời của mình, đã giúp cho đệ tử của mình ngộ đạo. Mặt khác, làm thế nào để giải thích được rằng chỉ trong một câu mà đã đem sự giác ngộ đến cho vị tăng? Thông thường vị tăng này cơ bản đã công phu tọa thiền hàng ngày để phát triển định lực. Ông ta đã tu tập lâu năm nhưng vẫn chưa được thông suốt. Tuy vậy, hàng ngày vị tăng này vẫn siêng năng tu tập và càng lúc trí huệ càng được phát huy. Tuy chưa thực sự đạt được giác ngộ nhưng cũng đã gần kề. Thế rồi chính câu trả lời của lão hòa thượng chính là cơ duyên đã giúp cho vị tăng đột nhiên chứng ngộ. Vị tăng đã hội đủ nhân duyên và ngay lúc đó lão thiền sư khai thị cho, vị ấy liền nhận ra.
đó là 10 năm thiền định trong núi vắng chẳng bằng một lời chỉ điểm của minh sư. Minh sư có nghĩa là người sáng mắt, là người đã có được Phật nhãn. Một bậc thiền tri thức như vậy có thể nhìn thông suốt nhân duyên, vì ấy có thể giảng pháp khế hợp đến mức có thể khiến cho nhân duyên được chín mùi. Thế nên quý vị có thể ngồi thiền 10 năm trong núi vắng, nhưng không bằng gặp được một vị minh sư điểm đạo cho mình. Do vậy trong đạo Phật, được thân cận với một vị minh sư là điều rất quan trọng. Trong số các vị thiền sư trưởng lão, có rất ít vị chân thực là minh sư. Có thể họ là người thông thái, nhưng chưa hẳn là bậc sáng mắt, có nghĩa là chưa hẳn họ đã được khai ngũ nhãn. Quý vị đừng cho rằng đây là việc dễ làm. Thực vậy, khai được Phật nhãn chắc chắn không phải như chứng được quả vị A-la-hán, mà đòi hỏi quý vị phải trồng nhiều căn lành trong quá khứ. Để có được Phật nhãn, quý vị phải nhất tâm tu tập pháp Đại Bi, đặc biệt là 42 Đại Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp. Nếu quý vị nhiệt tâm tu tập pháp này thì có thể đạt được Phật nhãn. Đó là pháp vượt cầu môn. Nếu một người đã đạt được Phật nhãn mà xuất gia thì vị ấy sẽ cứu giúp cho rất nhiều chúng sinh, nhưng tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên. Những ai muốn có được Phật nhãn phải cực kỳ tinh tấn tu tập 42 Đại Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp. Đừng bỏ công phu dù chỉ một ngày. Và điều quan trọng nhất là quý vị không được hút thuốc khi tu tập pháp này. Nếu quý vị vẫn hút thuốc trong khi tu thì các vị hộ pháp thiện thần sẽ quở trách quý vị. Thế nên đừng tùy tiện việc ấy. Tôi hy vọng rằng mọi người trong chúng đây sẽ rất tinh chuyên tu tập 42 Đại Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp. Đừng bao giờ lơ là dù chỉ một ngày. Tuy vậy cũng phải cần đến vài ba năm công phu mới mong đạt được kết quả. Nếu quý vị đã từng tu tập trong đời trước rồi thì tiến bộ sẽ rất nhanh. Quý vị sẽ rất sớm có được huệ nhãn.